À, Dương nói gì về kích ghế mây vàng A1? Cái này là mình xử lý cái bộ ghế này là tầm 20 ngày là nó được như vậy nha mọi người. Để xử lý trước tiên là mình xử lý A01 trước, mình quét ngay vết khắc. Sau đó là mình vô phân mình đẫm lại là 3 ngày sau bắt đầu mình tưới C01 theo cái liều lượng trên nhãn mát là 1 cc cho 3 lít nước. Thì mình tưới gì đó là 3 ngày tưới 1 lần. Tưới mồi theo hoài luôn vậy đó. Thì nó sẽ có cái bộ ghế đẹp như vậy. Mình và ông anh nhà dưỡng kiểm tra thì hầu như là tỷ lệ nó ra khoảng 80-90% anh em. 20 ngày mà nó ra 80-90% thì hầu như là nó đạt rất là cao anh em mình ha. Sau 30 ngày thì hầu như là nó sẽ ra ok. Nhưng mà theo mình kiểm tra thì không phải là cây nào nó cũng quýt anh em. Dĩ nhiên là có những cây nó cũng ra hơi yếu ha. Thì tỷ lệ khoảng đâu đó 50% là mình thấy ok rồi anh em ha. 50% cây đẹp và quýt anh em mình nha. Vậy là đạt tỷ lệ rồi. Anh em mình theo dõi những cái cây nè. 20 ngày mà nó ra như vậy thì ok anh em mình ha. Còn cái cách làm thì ở trong những cái clip mình chia sẻ rất là nhiều đó, là anh em chúng ta phanh ở cái phần gốc, sau đó là quét kích rễ mây vàng A1 vô, sau 3 ngày là pha A1 tưới gốc lại một lần, sau 5 ngày là tưới một lần trên phần lá đó, là xịt đó là C1 à, cứ 3 ngày là xịt một lần kích thích để cho mà nó ra nhanh anh em mình ha. Thì anh em mình xem đó, hầu hết là cây nào cũng ra rất là ok như thế này nè. Chúc anh em mình làm thành công nha. Để đặt hàng, các bác bấm liên hệ hotline 0931 330 884 hoặc bấm vào link trong phần bình luận hoặc bấm vào nút hướng dẫn đặt hàng để được miễn phí ship nhé.